Hai cô chú ơi, hôm nay trời nắng lên một chút thì bắt đầu tuyết nó tan bớt rồi nè cô chú nè. Cô chú nhớ cái cảnh hôm qua không? Đúng rồi. Đó, Chi bữa nay là outfit của Chi ngày hôm nay nè. Hôm nay nó cũng đỡ lạnh hơn hôm qua rồi nè. Nên tuyết là tan dần rồi. Chi đứng ra ngoài cho cô chú chụp thêm tấm hình nữa kìa. Hôm qua cô chú chụp hình con đẹp quá đi kìa. Trời ơi, em bé ông bóng nào đây? Trời ơi, tuyết chẳng có đâu Chi ơi, chỉ có mẹ bên cạnh Chi thôi. Mẹ thấy rồi. Mùa đông đến gió khiến Chi se lạnh. Đừng lo vì có mẹ đây. Dữ vậy hả? Dữ vậy phải. Đúng rồi, đúng thiệt luôn. Trời, cắt cái đầu tóc nó muốn giọng, cái bột giọng vô cái bản mặt dễ sợ. Cái mặt này chắc là giọng cho một chồng. Giọng cho một chồng nè. Không chơi với mẹ nữa hả? Dạ. Sao không chơi với mẹ nữa? Hai tụi mình là hai chị em mà sao mình không chơi với nhau? Ai chơi với mình? Hả? Hả? Cái bậy, cái đó là bậy đó. Cái đó là bậy đó, không có được ăn nghe chưa? Không có được ăn. Để chừng nào tuyết nhiều hơn nữa, sạch hơn chút nữa ăn. Còn cái tuyết này nó ít lắm. Mà mốt mà đợi cho tuyết đó, tuyết là thiệt là nhiều luôn rồi cái mẹ cho ăn nha. Mẹ cho ăn đầy bụng luôn nha. Ăn đầy bụng khó tiêu luôn nha. Ok rồi, đi ra ngoài đi. Ngoài ngoài chơi chút thôi, 2 phút thôi nha. Hả? Làm sao con? À, con làm hồi ướt giày con luôn rồi Chay. Cái giày này không phải là cái giày để đi tuyết nha Chay. Một hồi nó ướt cái giày luôn là mình là rất là khó chịu đó. Rồi nhìn qua đây chụp mẹ tấm hình coi. Mẹ chụp tấm hình coi, nhìn qua đây. Nhìn qua đây mẹ chụp cái tấm hình thiệt đẹp coi. Cô chú chụp nè. Quay qua đây, 1, 2, 3 diễn. Chi, nhìn mẹ chứ. Chi phải nhìn mẹ chứ. Chi à. À, cô chú gọi đó. À Chay ơi, chiều nay hình như là chiều nay hình như là Andrew sẽ ghé thăm con này Chay. Trời ơi cảnh đẹp ghê không cô chú. Quay qua lại cái quay diễn qua cái cây, quay mặt diễn qua cái cây. Hả? Andrew swimming now. Rồi bây giờ đập cái chân cho cái tuyết xuống coi. Đập chân cho tuyết xuống. Rồi thôi đi nè. Đi bơi hết giờ rồi. Trời nó nói chuyện với mình nó đó. Nay đỡ lạnh hơn qua nhiều lắm cô chú. Thấy ngộ không? Ngày lạnh, ngày ít lạnh. Ít lạnh cho bắt đầu tuyết nó tan. Chay nhìn mẹ cái coi Chay. Nhìn mẹ cái coi. Cơ mặt coi. Hồi nãy một chút nữa về mẹ cho qua nhà đi lâu rạch chơi nha. Nha, chút nữa về qua cho ba. Cho qua chơi nhà bà đi lâu rạch nha. Ok. Cô chú thấy mặc cái áo cũng hợp em cô chú, cái màu da của nó màu trắng á. Da nó trắng hồng rồi này kia nên là nó mặc cái màu áo. Cái màu áo nó rong rêu, cái đó là rêu. Không có được ăn. Hello. I'm good, how are you? Oh, you have that for her? Aww. You make it yourself? You make it yourself? Yeah, I did. Oh, bà cho con kìa chơi. Thank you. You can wash it every day, you know? I will, thank you very much. Can you say thank you, JD? She's beautiful. Thank you. Trời ơi, bà cho. Cô này, cô tự mai cái này nè, giờ cô cho con dây nè. Cô nó để về nhà giặt đi rồi. Đấy. À, lâu rồi không có quay Chay bơi cho cô chú coi ở kênh này nha. À, Chay bơi nè cô chú ơi. Dữ chưa? Bữa nay là chỉ có hai đứa bơi thôi. Bé này thì 4 tuổi, Chay 3 tuổi, mà bé này cao hơn Chay nhiều lắm. Mẹ của con bé này cứ nghĩ là con Chay nó 2 tuổi hay là 1 tuổi mấy không à. Ai ngờ con Chay nhỏ con 3 con tuổi. À, cô chú ơi, mới vừa cho Chay học bơi xong. Chay đi, how was your swim? Good. Con bơi có vui không con? Yeah. Ồ, bữa nay mẹ mới để ý là mẹ với Chay mặc áo giống nhau.
Thôi cô chú ơi, bây giờ tắm ra cái xong rồi chạy đi ngang cái đường này, cái chay nói mẹ mẹ con muốn ăn pizza, là vô order cho nó cái pizza này cô chú nè. Hello chay ơi, chị ăn pizza nha. Rồi ok đây nè, cứ làm để cái tóc nó gọn gàng lên đây mẹ. Thầy đưa cho pizza cho ăn nè. Đúng rồi. Đó, nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ thôi. Rồi mẹ lấy cho con, mẹ cắn con, mẹ cho con cắn cái pizza nha. Có pizza nè cô chú nè, chay thích ăn pizza pineapple. Ok, mẹ làm mẹ thổi rồi đó, ăn đi con. Cắn ra, cắn ra, cắn, đúng rồi, giỏi. Pizza nên là mấy cái miếng này biết sao không? Pizza là con phải ăn ấm 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 chứ không có được ăn ăn không có được ăn ăn lạnh không có ngon, nên là con chịu khó con thổi nha con. Nên mẹ thổi cho. Chay thích ăn pizza với lại cái miếng thơm ở trên đó. Chay biết ăn xong mẹ chở chay đi đâu không? Mẹ chở chay đi Costco để mẹ mẹ với ba có một món quà sinh nhật muốn tặng cho chay ở Costco. Ủa lộn, không phải là quà sinh nhật, quà Noel. Tại vì pizza phải ăn nóng nóng nên nó hơi trời ơi. Cô ráng đi con, bây giờ phải ăn nóng mới ngon. Có rớt không vậy? Không có rớt không con. Đó đây nè, ăn miếng thơm vô nè con, ăn miếng thơm vô nè con. Đúng rồi, chay nó khoái ăn pizza với thơm lắm cô chú. Đó. Trời ơi, đang chạy ngang qua mẹ muốn ăn pizza, tắt vô mua liền cô chú. Cái này là 1, 2, 3, 4, 5, 6 miếng là 6 đô la cô chú. 6 miếng là 6 đô la. Mà cái này một mình ai sao hết thì Ngọc ăn dữ lắm, được 2 miếng rồi, nó ăn 2 miếng còn dư lại 2 miếng luôn á. Đó, mà cô chú thấy cái miếng bánh bự vậy mà cũng có 6 đô la, cỡ chừng 150 đô la. À, dạ dạ, quên, đang lo nói chuyện. Cắn đi con. À, đúng rồi, cái này chùi miệng cho con. Đó, ăn đi con. Mẹ có chai nước, cái chai nước mẹ để đâu rồi? Đây nè, có mua chai nước cho nó để sẵn cho nó uống luôn. Nó không có uống Coca cô chú. Hello mọi người ơi, thì hiện tại bây giờ từ từ để mẹ nói chuyện cô, xong mẹ cho con đi với mẹ nha. Hiện tại bây giờ thì Ngọc đã có mặt ở Costco rồi, chuẩn bị hai mẹ con đi vô mua đồ. Nhưng mà biết sao không? Ngọc sực nhớ tới chuyện này là Ngọc phải ngồi Ngọc tâm sự với mọi người. Mọi người nhớ cái câu chuyện hồi bữa Ngọc chia sẻ với mọi người là dì Sinh á, ở nằm ở trong bệnh viện không? Thì cách đây 2 ngày cái chỗ mà social worker, cái chỗ mà làm cho nhà nước á, người ta gọi, có gọi cho Ngọc. Tại vì có một mình Ngọc biết nói tiếng Anh mà có một mình Ngọc biết dì Sinh à, nên là người ta gọi cho Ngọc. Người ta nói là bây giờ dì Sinh á là không có thể nào mà ở bệnh viện hoài được. Dì Sinh phải đi cho đi ra xuất viện. Rồi á, hồi bữa thì nói chuyện với chú Thông á, thì chú Thông nói là dì Sinh có thể ở nhà chú Thông. Nhưng mà hôm qua Ngọc nói chuyện với lại cái người nhà nước xong rồi Ngọc gọi cho chú Thông á, thì chú Thông nói là chú Thông không có cho dì ở, tại vì giờ ổng nói đó là ổng chỉ quen biết dì Sinh vậy thôi, chứ còn con không có thân thiết gì, nên là giờ không cho ở. Mà rõ ràng là ngày xưa là dì Sinh với lại chú Thông cũng thân lắm. Ngọc biết là cái mối quan hệ nó trên mức bạn bè, nhờ quen biết. Nhưng mà bây giờ chú Thông ổng nói là ổng không có cho dì Sinh ở, tại vì giờ Covid cô đồ này khi tùm lum, mà không muốn cho người vô nhà, với lại là không có cho ổng phải đi làm, ổng không có chăm sóc được. Thì Ngọc nói là cái bệnh viện người ta sẽ cung cấp cho dì Sinh một cái xe lăn, nên là dì Sinh khi mà được xuất viện ra rồi thì người ta cũng sẽ đảm bảo được là dì Sinh có thể di chuyển lên xe lăn và tự làm được mọi thứ. Nhưng mà Ngọc nói vậy nhưng mà chú Thông cũng không chịu nữa. Rồi chú Thông nói để chú Thông coi cái hội nào đó, thì người ta mà ai mà chịu chấp nhận cái hội nào á thì kiếm cái hội đó cho chỗ đó gì đó ở. Mà bây giờ nếu mà các bạn nhớ Ngọc chia sẻ không, nếu mà chú Thông mà không có cho dì Sinh ở trong nhà của chú Thông thì không biết là dì Sinh ở đâu luôn á. Cái trường hợp của dì Sinh á, mọi người sẽ hỏi lý do tại sao dì qua được Mỹ, lý do này lý do kia, nhưng mà cái đó là lý do riêng của dì, nên là Ngọc không có muốn nói lên cái trên đây đó. Nhưng mà Ngọc chỉ muốn cho mọi người biết là bây giờ cũng khổ ghê, dịch dì không có đi về Việt Nam được, rồi ở Mỹ thì không có bất cứ một cái người thân nào để cho dì có thể ở nhờ tá túc.
rồi bệnh viện thì người cũng không cho gì ở luôn. Mà bây giờ mà nếu mà muốn mà ở mấy cái chỗ mà có người lo người đồ là phải trả tiền. À, một tháng là cỡ hả mười mấy ngàn đô lần là mấy trăm triệu một tháng lận, đâu có khả năng mà lo đó. Rồi xin cái giấy này giấy kia cũng không được nữa, vì xin không được đó, nên là Ngọc thấy cuối cùng thấy ngặt nghèo ghê luôn, không biết làm sao chị để giúp cho dĩ luôn á mọi người ơi. Khó quá, bệnh viện mấy cái người trong cái nhà nước nói với Ngọc á là bà đâu có thể nào mà ở được bệnh viện hoài đâu, tụi tao đang xin cho bà cái xe lăn đó, là để bà tự đi tự đồ tự đứng đâu này kia khác nọ thôi. Bà về tội ghê luôn á. À bây giờ bệnh viện không có cho xuống thăm dì Sinh nữa mọi người, tại vì dịch đó nó đang lên cao á nên là không có cho đi thăm dì Sinh nữa. Gửi đồ này kia cũng lên cũng được luôn, không được cho ai vô đó, thường là cho một người vô, bữa có một mình Ngọc lên mọi người nhớ không, giờ không có cho đi lên thăm dì Sinh nữa. Bởi vì ngờ Ngọc cũng không biết làm sao nữa rồi, bệnh viện mà có cho dĩ đi rồi không biết dĩ đi đâu rồi đi đường nào đi làm sao cũng không biết đường luôn, chả hiểu nổi luôn, chán ghê. Đây nè cô chú ơi, bây giờ là hai mẹ con vô Costco, hôm nay Costco cực kỳ đông luôn. Mọi người thấy ai cũng đẩy xe ra mà mua hả cái gì đó, chocolate, sô-cô-la rất là nhiều luôn. Chay đi vô con, đi vô chay, cho cô chú coi khẩu trang của chay coi. Wow, Rainbow đúng rồi, đẹp quá. Rồi đi Costco mua đồ cho chay nha. Cái nào con? Cái nào mẹ mua cái nào rồi? Cái nào đâu con chỉ mẹ coi. Nó nói mẹ mẹ mua cái này rồi, để làm bộ để tới cho nó có chỉ mua nào. Mua nào? À ở nhà mình có cái đó rồi hả? À trời ơi, đi ngang nó nhìn nó nói mẹ nhà mình mua cái này rồi. Có được. Hay ta. Gì nữa? Mẹ thấy rồi, mẹ thấy rồi. Mẹ thấy rồi, cô chú thấy luôn nè. Big box đúng rồi, cái thùng bự thiệt bự luôn. Bây giờ nè để kiếm cái iPad cho chay nha, tại vì cái iPad này đó cô chú là nó dành cho học của cô chú. Có một cái chương trình đồ chơi mà nếu mà không có iPad là không có chơi được, mà cái iPad màu cam cam ở nhà của chay cũng cũ lắm rồi. Mà nó bự quá. Bây giờ phải vô đây kiếm cho nó cái iPad đây, iPad Air. Chứ còn mà iPad Pro là xài cái chương trình đó không được, cũng ngộ lắm. Rồi, này là Pro là xài không được nè. Xì gì? iPad đó thì iPad đó. Theo cô Trang vô. Đây nè, cho cô chú coi cái iPad này nè. Cái iPad này hình như là iPad Pro nè. 256GB nè. Hả, thế hệ 4 nè, là 1.000 đô một cái, hình như là cái này nè. Là Pro đó, còn cái này á, là Pro mà 12.9 á. Là 400 đô là cỡ 8 triệu. Rồi cái này iPad gì đây? À cái này cũng iPad Pro luôn nè. Đó, cái giá cũng vậy nè, 8-900 đô con cái. Trời iPad này sao rẻ giờ, chưa tới 300 đô nữa nè. Apple Magic Keyboard. Ồ, cái keyboard là cái này á hả? Cái này là 300 đô hả? Gì mắc dữ hả? Đây nè, cái này được nè, iPad Air nè. iPad Air này là được nè. Đó, cái này là 64GB là 570 đô. Cái này á, là 64GB cũng 570 đô. Ủa, hai cái khác nhau gì vậy? Thì sao phải để hai cái bảng giá vậy vậy? Hai cái giống nhau mà. Còn này là Apple Pencil. À, cái Pencil là cái cây này nè mọi người. Đó, cái cây này nè. Trời, cái cây viết này thôi đó nha. Để xài Apple thôi đó nha. 120 đô đó, chứ không phải giỡn đâu. Còn này là cái gì? Bình thường nè, này bình thường nè. Cái này là cái gì đó, Apple Care nè. À khi mà mua iPad á, các bạn nhớ nha, khi mà mua iPad bên này người ta, Apple người ta có bán cho mình cái Apple Care. Là thí dụ như mà bị mất hay là bị trầy, bị xước, bị bể gì đó, mình mua thêm cái này vô là người ta sẽ đền lại mình cái mới, ví dụ vậy đó. Này là Apple thế hệ mấy đây? Rồi 120 mấy ghi, ok bây giờ quyết định mua cái nào đây nè. Một cái là 560 đô, 70 đô. À, còn một cái á, là 320 đô. Giờ quyết định mua cho nó cái nào thôi đó. Ok cô chú ơi, sau khi mà thảo luận với ba của chay thì ba của chay muốn lấy cái này. Tại vì cô chú thấy cái này với cái này nó khác nhau sao không? Tại vì cái này là cái thời cũ á, nó còn cái nút home nè, cái nút home nè. Còn cái này là cái đời mới của nó hết nút home rồi, nên thôi quyết định sẽ lấy cái này nè. Cái này nè, cái giá của Costco này nha, 500. Ngọc thích cái màu này ghê, cái màu này là sky blue á, mà nó out of stock nó hết rồi, nó chỉ còn cái màu space gray là cái màu xám này thôi nè. Nó mà Ngọc thích ghê luôn á. Là đó, ở trong Costco nó bán 569 đồng. Là Ngọc nghĩ nó rẻ hơn ở trong đây nè, con cầm cái này đi.
còn nghĩ là nó rẻ hơn ở trong Apple Store đó mọi người. Còn đây là cái AirPod Pro nè. Đó, cái này là đang được giảm giá nè, 200 mấy mà giảm còn 200, giảm 20 đô nè. Cái này là cái cũ hồi bữa nó giảm 30 đô mà giờ nay lên lại thấy không? Còn trăm mấy đô. Còn cái này là iPhone 12 nè mọi người nè. Đó, iPhone 12 trong Costco. Biết sao Ngọc đi vô Costco một mũ này không mọi người? Tại vì á, Ngọc gọi điện thoại cho Costco rồi. Mà Ngọc gọi điện thoại cho Apple Store mà Apple Store nói á là không có được đặt hẹn. Bây giờ phải vô Apple Store là phải đặt hẹn mọi người. Nên là bây giờ phải đợi thêm là 72 tiếng đồng hồ sau. Thì một ngày 24 tiếng, 24, 48, 72 là phải đợi 3 ngày sau mới có hẹn để vô mua. Nhưng mà Ngọc thì Ngọc muốn mua bây giờ nên là Ngọc cho nói vô Costco mua chỗ rẻ. Cái đồng hồ này đang được giảm giá 35 đô nè. Cái hiệu gì đây? Apple Series 6 40. À, cái mặt nó bự là 40 mm gì đó. Giảm được 35 đô nè. Là cái này nè. 414 đô, giảm giá 35 đô. Ồ, cái nào cũng giảm luôn nè. Đó, đây nè mọi người coi đồng hồ nè. Thấy không? Đồng hồ trong Apple bán đó. Trời ơi, ôm lộn cứ nói Apple hoài, Costco. Đó, nguyên cái bàn này là người ta trưng đồ của Apple không á mọi người. Cái chay này cho nó đeo khẩu trang khó ghê luôn á. Đây nè, còn bên đây là mấy cái máy tính, mấy cái máy tính dựng bàn với lại máy tính laptop của Apple. Còn bên đây là mấy cái hãng khác. Bây giờ đi mua sữa. Đi mua sữa cho ba chay mới nhắn là nhớ là đi mua sữa giùm. Đó, đồ chơi quá trời đồ chơi luôn ha. Cái gì? No, hồi bữa giờ con mua đồ chơi nhiều rồi nên giờ không được mua nữa. Chuẩn bị là tới Noel là mẹ cho là con gửi quà quá trời đồ chơi luôn đây nè. Chuẩn bị tới một tháng nữa là con được một mớ đồ chơi nữa của cô chú ông bà tặng đây nè. Không có mua đồ chơi nữa. Mỗi lần tới Ngọc tới cái hàng này Ngọc thích ghê luôn á. Coi nè. Coi bán nhìn thấy đã không? Trời, nhìn cái màu không thấy đã luôn rồi. Tới cái hàng này là phải dừng lại đi ngang qua nghía một cái vậy đó, không có mua. Sữa nè. Ở trong đây cũng có bán những cái loại mà cà phê Starbucks để nhà mình tự pha nè mọi người thấy không? Mà mình có phải của mình. Đúng rồi, mẹ muốn mua cà phê. Pick one, okay? Nói tiếng Việt. Pick one, thôi, con mẹ không uống đâu, mẹ mua chừng nào muốn uống cái mẹ mua ta pha cho mẹ uống được rồi chứ. Để ở nhà chật chội lắm con. Mua này biết sao không vô Costco này mua cái gì cũng có đóng vậy mọi người. Mua lận bịch bự chà bá lửa không à. Đó, đây là tất cả những loại cà phê luôn nè. Đó. Không, cái hiệu cà phê này cũng ngon lắm nè. Cái của Colombia. Costco mọi người thấy không, lúc nào đồ cũng núi. Mà Ngọc Thay cảm thấy ai cũng thích đi Costco nha. Ngọc là ai chứ Ngọc rất thích đi Costco luôn á. Đó, Ngọc mua rồi, bây giờ Ngọc đưa cho cái anh này để anh vô cái phòng này để anh lấy ra cho Ngọc đó mọi người. Con chay á, nó đưa cho chú đó cái tờ giấy. Nó nói chú ơi chú vẽ cái happy face là cái khuôn mặt cười vô cái tờ giấy đó cho con được không? Cái anh đó nói để chú cố nha con nha. Đó mọi người thấy không, ở trong cái phòng này nè. iPhone, iPad, đồ tất cả mọi thứ mà mắc tiền á. Giá tiền hơi cao là người ta nằm trong cái phòng này hết. Thấy chay ha. Đó, wow, chú vẽ cái smiley face cho chay nè. He gonna draw. Trời, cũng quyết tâm lắm, đứng vẽ được cả mấy phút. Cái mặt cười cho nó vui đó, có được không? Người ta sao quá hả, người ta rất là... Nói chung là con nít là số 1 của nước Mỹ luôn đó. What you say? Thank you. Thank you very much. Chị trời ơi, chú vẽ đó kìa, đẹp ghê chưa? Để mày coi coi. Wow. Trời hung nữa hả? Ớn ăn thì ngồi xuống chị hai. Trời ơi, coi. Trời ơi, can you draw me a happy smiley face? Đẹp quá. Đúng. Rồi, mua hot dog ăn nha. Ok, nó đúng đòi ăn hot dog nè cô chú nè. Rồi, để mẹ mua hot dog cho con ăn. Ngồi xuống giùm em chị hai. Rồi, ok. Can you give it to him please? Good job, chị.
Can you draw me a happy face and order a happy face? Trời ơi. Đó, trời ơi đó. It's a different happy face. Trời đất ơi. Yay, you're so lucky. Trời ơi, chị may mắn ghê luôn á. Hả? This is not a happy face. Trời ơi, chú, cái chú này vẽ cái mặt này không phải là cái mặt vui rồi, cái mặt này mặt khóc rồi. Nó nói chú này vẽ cái mặt này không phải một mặt vui rồi. Thấy chưa, vẽ mà con vẽ không đẹp là người ta phải nói liền cái chứ. Đúng chơi, chú kia vẽ đẹp hơn phải không? Chú nào vẽ đẹp hơn? Chú nào vẽ đẹp hơn, cái chú đầu tiên hay là cái chú mới nãy? Cái chú mà đeo cái khẩu trang màu đen á phải không? Thấy chưa, vẽ không phải cái vẽ cái mặt cười là người ta chê liền. Thôi không có đi Halloween store, giờ hết Halloween rồi đi chị. Giờ đi về nè. Sao vô chẳng ngồi à? Con muốn ngồi. Con muốn ngồi vậy á hả? Rồi cái ghế á, cái đẩy mà cái ghế ra cái đầu té xuống ngã xuống đập cái bùm xuống đất. Hả? Ngồi vậy á hả? Ngồi vậy giống như đứa bé á hả? Đứa bé giống như là trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường. Ánh mặt buồn mệt. Hả, mẹ có cái này cho con nè. Lại đằng kia ngồi. Lại đằng kia ngồi, để lên. Rồi, đây nè. Đây là cái iPad cũ của Jay nè. Glass out of it. Là cô chú thấy cái iPad này nó phải tắt cái này được. Gotta turn it off so I'm gonna see it. Đó, cô chú thấy ở trên này là nó có mấy cái nó bị bể, nó trầy hết rồi. Cái iPad này, iPad bự thiệt bự nè cô chú nè. That happened because JD stepped on it. Đúng rồi, nó đứng lên, nó dậm lên vậy đó. Cái được đời nó không? Nên là bây giờ á, mà với lại this is an iPad Pro. iPad Pro 12, it was the last generation, you know. Cái iPad này là iPad Pro nữa, nhưng mà nếu mà để học á, cái chương trình học đó nó phải chọn một cái iPad Air. iPad Air. She doesn't need a Pro. A Pro is not something that. Đúng rồi. JD will benefit from. So we got an Air for her. Okay. JD, you want to open it with daddy? JD, come here. Thấy không? Coi được open không? Your new iPad. Ok, ở đây con, mở ra. Wow. Keep grabbing it. Grab it. Trời ơi, chay lần đầu là mở unbox iPad mới trong đời luôn á nha. Hồi đó hồi nào giờ xài chung với mẹ với ba không mà. Điện thoại có một cái rồi iPad phải có một cái chứ. You wanna help? Say help daddy please. Ba ơi giúp con. Ba ơi giúp con. Wow. Nhẹ nhàng thôi. JD, you gotta be gentle with it. Yeah, you can't stop. You gotta protect it because it's new. Con phải giữ cho nó đàng hoàng nha con. Tại vì cái này là cái mới đó. Wow. Yeah, mẹ nè, mở bằng bản này nè. Cái này nó mới đó là con phải mở nhẹ nhàng đàng hoàng. Con phải giữ cho nó mới, nó đẹp, không có bị trầy nghe chưa. Wow. Để cho mẹ coi con. Trời ơi, à cái này nó thiết kế giống y như là cái điện thoại iPhone 12 ấy. Mới luôn á. Bây giờ mở nguồn phải không? Bây giờ mày bấm mày mở nguồn lúc này nè. Ôi, nó mở nguồn đâu rồi? À, mở nguồn đâu rồi? Ủa, cái này mới mở nguồn đâu rồi? À, đây nè. Lúc mở nguồn ở trên đây nè. Từ từ, con bấm đây, con đè vô đi. Đúng rồi, rồi, mở được rồi. Wow. Rồi bây giờ phải mua cái case, phải lên Amazon mua cái case cho con nha. Yeah. Rồi, đây nè, để mày cho cô chú coi. Đó. Cái màu, nó có một màu, cô chú không có được chọn nhiều màu, tại trong Costco mà. Bán sao thì lấy lại thôi. Ở trong đây để coi có gì trong này. Ở trong đây là có một cái dây sạc pin với lại cái đồ sạc pin thôi, chứ cô không có gì trong này. Đó, đơn giản cái iPad vậy thôi, 64GB. Xài được Wi-Fi. Cái này là... Đó. Cái này đồ đọc sạc pin. Ồ, đây nè, đó bây giờ chương trình setup nè. Giờ trước gặp là con muốn tiếng Việt. Con muốn tiếng Việt hay tiếng Anh? Hả? Con muốn tiếng Việt. Bây giờ con muốn tiếng Việt hay tiếng Anh? Wow, JD. Nè. Thank you, mommy, for this early Christmas. Cái này là quà Christmas của con đó nha. Từ mẹ với ba đó. Hồi bữa mẹ với ba Noel cũng đâu có, sinh nhật cũng đâu có tặng con gì đâu. Nên là mẹ với ba tặng cho con iPad nha. Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn ba. Thì cái video của ngày hôm nay là xin hết rồi. Ngọc không biết là tới cái lúc mà Ngọc đăng lên cái video clip này và tới cái lúc mà mọi người xem cái video clip này là gia đình Hoya Family đã nhận được nước vàng chưa. Nhưng mà thật sự là hiện tại bây giờ á, là cái kênh YouTube bây giờ hiện tại là 7 giờ tối ở Mỹ rồi.
Thì lúc này là cái kênh YouTube của Ngọc đang được 999.769 người đăng ký. Là còn cỡ khoảng 200 mấy chục người nữa là sẽ được nút vàng, 1 triệu người đăng ký ở trên YouTube. Ngọc xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Thì ngày mai sẽ ăn mừng nút bạc, ô nút vàng. Nhưng mà ăn mừng cũng giống như là ăn mừng sơ sơ vậy đó, chứ là để cho tới mà chừng nào xuống chú Bình với lại có cô Nhung đồ này kia qua ra cái Bình ăn mừng một lần nữa cho nó hoành tráng chút xíu. Không biết tới cái lúc đó có được nút bạc về chưa ta, ô nút vàng về chưa ta. Tại vì hả, không phải là được 1 triệu là người ta sẽ gửi nút vàng về liền, phải đợi đó có chừng 10 ngày tới 2 tuần lễ thì người ta mới xét duyệt rồi người ta mới gửi nút vàng gì cho mình. Nên là rất là hồi hộp trong khoảng thời gian này mọi người, khi mà gần chạm tới đích rồi đó thì mình mới bắt đầu có được một cái cảm giác gọi là rất là giống như mình chạm tới được cái ước mơ của mình vậy đó. Cảm ơn thật sự rất cảm ơn mọi người. Nếu mà không có sự ủng hộ của mọi người thì gia đình Ngọc sẽ không có được ngày hôm nay. Cảm ơn tình yêu thương của tất cả mọi người rất là nhiều đã dành cho gia đình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người và ngày mình hẹn gặp lại nhau ngày mai để mình ăn mừng 1 triệu người đăng ký nha mọi người. Bye bye.